Liên quan đến thông tin hàng loạt lô sữa của tập đoàn Lactalis Pháp bị nhiễm khuẩn, mới đây, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu gần 20.000 sản phẩm sữa nằm trong diện cảnh báo nhiễm loại vi khuẩn nguy hiểm này. Con số này đồng nghĩa nguy cơ rất nhiều trẻ nhỏ bị ảnh hưởng sức khỏe nếu chẳng may dùng phải sữa nhiễm khuẩn. Cụ thể, theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, thêm 44 lô sản phẩm dinh dưỡng do tập đoàn Lactalis Pháp sản xuất vào danh mục các lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn. Được biết, Lactalis là một trong những tập đoàn sản xuất sữa lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu Celia của tập đoàn Lactalis được bán bao gồm sữa bầu Celia Mama, sữa Celia Expert cho trẻ dưới 3 tuổi và bột ăn dặm Celia Cereline. Cục An toàn Thực phẩm đang kiểm nghiệm xem những lô sữa khác không trong danh sách cảnh báo có đảm bảo an toàn hay không. Trước mắt, gia đình nào có con nhỏ sử dụng sữa này lâu ngày mà có các biểu hiện như đau bụng dữ dội, tiêu chảy nặng, sốt, cần sớm đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Được biết, khuẩn Salmonella gây nhiễm khuẩn đường ruột, gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, co thắt dạ dày, nôn và thậm chí là gây tử vong.